Xin chào các bác, em bán thanh lý một cái cục dàn Panasonic mặt gương. Anh em có thể thấy nhà gương soi được luôn, soi rõ như gương ấy luôn, thật luôn. Đấy. Rất là trong, vắt luôn, vẫn hiển thị chữ rõ ràng, sáng sủa. Đấy, volume lên ok nhá, mọi thứ ok. Đấy, đĩa đĩa em bỏ qua hết, em chỉ test mỗi chức năng AUX thôi. Đây, các bạn ấn vào nút này để chơi AUX nhá, đây. Đấy, nó có nhiều chức năng lắm, AUX này, PMD này, USB chân vuông ở phía sau này. Đấy, thôi test mỗi AUX cho nhanh. Đấy, em cũng nói luôn, em chưa test các chức năng khác đâu, nhưng mà bán rẻ, em test mỗi AUX thôi. Đấy, bán cho bác cho nhanh nhá. Đĩa thì cái nắp của này, con này bị kẹt đĩa rồi, kẹt nắp rồi, thì nó không ra đĩa rồi. Đấy, anh em về xử lý nhá. MD thôi, bỏ qua luôn cho nhanh. Bán mỗi AUX cho rẻ 399.000, bao ship toàn quốc cho các bác nhá. Đấy, 399.000, bao ship toàn quốc. Anh em chú ý nhá, cái dòng này là dòng loa hỗ trợ cho đánh cái dòng âm ly hỗ trợ cho đánh loa hai cầu. Đấy, cho nên bác nào nếu loa một cầu thì các bác không mua âm ly này, và các bác mua âm ly khác nhá, em còn rất là nhiều. Đấy, em còn rất là nhiều luôn. Đấy, tuy nhiên thì nếu như bác nào có loa Panasonic mà có loại hai cầu ấy thì bác mua rất là thích hợp. Đây, em qua luôn hình thức nhá. Đấy, về cơ bản là cũng tương đối đẹp. Trời xước thì đương nhiên là hàng bãi thì cũng có nọ có kia, trời xước tí ti. Đấy, cũng không tránh được. Vậy cassette cassette này em không test đâu nhé, em chỉ test mỗi AUX thôi cho nha. Đấy, đây cái dòng loa hai cầu, đây là cái cổng USB này, có trên máy tính này, cổng PMD như em vừa nói này. Đấy, đây là cổng AUX này. Đây nhá, loa hai cầu, loa này các bác nhá, hai dây này. Đấy, hai dây riêng biệt này. Đấy, bác nào có cái dòng loa như này mà cục âm ly bị hỏng thì các bác lấy cục này về các bác ghép nhá. Đấy, các loa mini hoặc là loa, ôi, ấn tay nhớ ấn vào nút nguồn mất rồi. Đấy, các loa mini này, các loa chung nhỏ nhỏ này, các bác chơi tốt nhá cục này. Đấy, công suất hay, tiếng khỏe, tiếng hay cũng rất khỏe, xin lỗi. Đấy, bác nào lấy thì nhắn tin cho em nhá. Zalo của em là số 0975 575 262. 399.000 bao phí ship toàn quốc cho anh em. Đấy, anh em chuyển cọc thì cọc trước 150.000, chuyển cọc thì em không bao phí ship. Đấy, còn chuyển đủ em miễn phí ship cho các bác 399k thôi. Rồi, xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của Trung Kiện Audio.